ngày Tết là nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Bên cạnh đó, các loại trái cây được lựa chọn còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh. Mâm ngũ quả với nhiều màu sắc của người miền Bắc thường bao gồm chuối, bưởi, đào, hồng, quýt, lê, cam, táo, trứng gà, Phật thủ. Chuối xanh tượng trưng cho sự sum vầy, đầm ấm và che chở. Chuối xanh có nhiều tinh bột kháng và pectin hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn, có lợi cho đường ruột, giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa. Lượng kali dồi dào có trong chuối rất cần thiết cho sức khỏe của tim mạch. Chuối cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm tác hại của gốc tự do, giảm nguy cơ mắc bệnh lý về tim mạch thoái hóa. Chuối có thể hỗ trợ giảm cân do có nhiều chất xơ, ít calo. Tuy nhiên, cần phải lưu ý, bệnh nhân đái tháo đường tuyết thai, tránh ăn nhiều chuối chín, nên theo dõi đường huyết cẩn thận sau khi tiêu thụ nhiều đường và carbohydrate. Phật thủ, theo đông y, phật thủ thường được dùng để điều trị đầy bụng, tiếng ăn, nôn, ho. Phật thủ chứa rất nhiều vitamin C, đường, axit hữu cơ, tinh cầu, có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kích thích hệ thống tiêu hóa, giúp dễ chịu trong ngực, chữa nôn, giải rượu. Quýt hay bưởi hay cam đều có axit hữu cơ, rất giàu vitamin C, giải rượu tốt, mang lại cảm giác ngon miệng cho ngày Tết, nhất là khi nạp vào cơ thể quá nhiều đồ ăn dầu mỡ, rượu bia. Lượng vitamin dồi dào và đặc tính chống oxy hóa trong những loại quả này giúp nâng cao sức đề kháng, cải thiện hệ thống miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi vi khuẩn, virus có hại. Mứt vỏ bưởi cũng có tác dụng chữa say xe, đầy hơi chống bụng. Tinh dầu từ vỏ bưởi, đặc biệt là vỏ bưởi, cũng giúp giảm thải căng thẳng, cải thiện triệu chứng lo âu, buồn nôn. Thường xuyên ăn bưởi cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm huyết áp và cholesterol. Lê, ngụ ý cho việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Quả lê chứa rất nhiều protein, lipid, chất xơ, canxi, phốt pho, carotin và các loại vitamin B1, B2, vitamin C, đường gluco, acid acetic. Ăn lê thường xuyên có tác dụng tốt trong điều trị cao huyết áp, tim mạch, lao phổi, viêm phế quản cấp tính. Hàm lượng vitamin và đường khá phong phú trong quả lê, còn có tác dụng bảo vệ gan, dưỡng gan và lợi tiêu hóa. Lưu ý, lê có tính hàn nên người bị đau bụng, đi lỏng không nên dùng. Quả lê kỵ với rau dền, thịt ngỗng, củ cải trắng và nước nóng. Ở miền Nam, người dân thường có mãng cầu, xiêm, sung, dừa, đu đủ, xoài với mong muốn cầu sung túc vừa đủ xài. Mãng cầu xiêm, từ cầu ở trong mãng cầu xiêm được phát âm giống như lời chúc trong đầu năm mới. Thịt màu trắng của trái mãng cầu xiêm có tính giải khát bổ dưỡng, quả xanh làm dân da, hạt sắt trùng, lá làm dịu. Khi chữa bệnh, thường dùng phối hợp với những vị thuốc khác. Trong trái mãng cầu xiêm còn có rất nhiều chất xơ, vitamin C, B1, B2, khoáng chất, đường và chất chống oxy hóa, ít calo, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, kích thích hệ thống tiêu hóa, làm đẹp da, bồi bổ sức khỏe, làm chắc răng xương, giảm cân, cải thiện thiếu máu, ngăn bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên cần phải lưu ý, mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa khoảng 50g mãng cầu xiêm, tránh ăn quá nhiều. Trái sung thể hiện cho sự mong muốn sung túc. Trái sung có vị ngọt, chát, tính bình, có tác dụng nhuận tràng thông tiện, nhuận phế lợi hầu. Trái sung còn có chứa rất nhiều chất xơ, canxi, chất chống oxy hóa, vitamin, giúp cải thiện sức khỏe xương, chữa táo bón, trĩ, bảo vệ gan và trĩ sỏi. Bên cạnh đó, trái sung còn giúp hỗ trợ giảm cân, chữa bệnh loét dạ dày, kích thích tăng tiết sữa ở phụ nữ sau sinh. Lưu ý, nên ăn sung với số lượng vừa phải, quá ăn nhiều có thể gây tiêu chảy. Trái dừa, dừa có âm tự như phát âm là vừa trong tiếng miền Nam, có nghĩa là không thiếu. Nước dừa rất giàu chất dinh dưỡng, ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, bổ sung chất điện giải, lợi tiểu, tăng sức đề kháng, nâng cao miễn dịch. Lưu ý, buổi tối không nên dùng nước dừa, dễ gây khó tiêu. Trái đu đủ mang đến sự đầy đủ, phồn thịnh. Đu đủ có tác dụng thanh nhiệt, bổ phế tỳ. Quả đu đủ chín có chứa rất nhiều nước, đường, protein, vitamin A, B, C, vitamin E và các vi chất như canxi, magie tốt cho hệ thống tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, chống lão hóa, ung thư, cải thiện hệ thống miễn dịch. Lưu ý, ăn đu đủ nên bỏ hạt. Người có chức năng tiêu hóa kém không nên quá lạm dụng, sẽ bị phản tác dụng. Người bị loãng máu nên hạn chế ăn đu đủ. Xoài biểu thị cho sự cầu mong cả năm, tiêu xài không thiếu tốn. Xoài có chứa rất nhiều chất bột. Quả xoài xanh chứa nhiều hơn quả xoài chín, chất đường và nhiều loại vitamin, khoáng chất giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, hệ thống tiêu hóa, hỗ trợ phát triển thị lực, ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên cần phải lưu ý, ăn quá nhiều có thể gây ra vấn đề về rối loạn tiêu hóa, nhất là tiêu chảy. Hạn chế ăn quả xoài xanh lúc đói bụng vì vị chua, vị chát sẽ làm kích thích dịch vị trong dạ dày, gây nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột.